Đây tiếp theo tiên đồng ngọc nữ. Anh sao nói xong rồi anh hứ vậy, anh tự luôn phải vậy? Ca ngợi mới đen lắm, chỉ nói xong thì mình hơi lố. Em bật cười luôn á. Anh nói vậy, trai đẹp gái xinh. Trai đẹp gái xinh. Gái xinh thì khó đấy nghe. Đến giờ vẫn còn xinh đúng không? Rồi. Hai con rồi vẫn xinh là Đại Ngọc Trâm, còn trai đẹp thì phải nói lại. Em trai ổn đi. Tóc hơi bạc. Em ổn chỗ nào? Tóc hơi bạc. Em ổn, cái gì em ổn hết mà. Là nhuộm tóc đó phải không? Thì em nhuộm. Nhuộm. Cái này đi nhuộm luôn nè. Thì đương nhiên cái tóc này là thấy nhuộm rồi nè. Nhuộm chung. Cái này là móc từng cọng. Móc từng cọng. À hơi công phu. Ở bên kia bớt khịa nha. Đâu có em vui. Tưởng ở nhà là chị đàn áp anh đó, xong cái suy nghĩ rồi bạc tóc. Bây giờ biết là nhuộm. Em đang nghĩ em gì đúng không? Ủa, nó có, em chưa có vợ. Ờ, ai biết vợ. Em còn rất là trẻ trung. Thơ ca Việt Nam, hai vợ chồng tự tin không? Yeah. Trời ơi, ở nhà hai chồng hay làm thơ tặng nhau được kia không? Dạ không. Dạ không. Không luôn hả? Không. Xưa giờ chưa bao giờ viết một cái lời mùi mẫn tỏ tình, văn thơ lai láng dành cho nhau sao Trâm? Chưa bao giờ luôn Nghĩa ơi. Hả? Dạ. Có đâu, hồi lúc em quen bả là em chuyên môn lấy tựa bài hát em tặng bả không bộ. Bài gì? Em đang ở bờ bến lạ hả? Anh bên anh là biển rộng bao la. Đó, nó dạng vậy anh hiểu không? Em quá à. Sáng xuống à. Thì nghe nổ như gà. Nổ như gà. Không phải, em lấy tên bài hát chứ anh nghĩ sao em nghĩ ra được mấy câu đó vậy? Thì bởi biết là bài hát rồi đó, nhưng mà tự nhiên khi ghép vô cái vụ nó nghe nó sến gì hết trơn á. Mà em thấy hay mà, lúc đó em thấy hay. Tại vì yêu em. Dạ. Còn giờ hỏi lại nữa coi giờ thấy sao. Giờ hay không chị? Giờ thấy hoài. Tự nhiên giờ à, em ơi em ở đâu đấy em này kia đó là anh... em sẽ nhắn lại mày điên hả? Mày điên hả? Mày điên hả? Ở sớm túa này kia. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.